Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề trồng cây sống đời, thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn về một số thông tin liên quan đến cái cành dâm cây sống đời các bạn nhé. Đó là kiểm tra cái cành dâm cây sống đời sau khoảng 6 tháng, thì xem cái bộ rễ của nó như thế nào các bạn nhé, bộ rễ của nó phát triển như thế nào sau khoảng 6 tháng. Thì ở đây chia sẻ các bạn là mình nhân giống bằng bằng lá các bạn nhé. Đó, kia cũng giống như trong các clip trước ấy, thì trong cái bầu bên này các bạn này, cái bầu bên này thì mình nhân giống bằng cành này. Đó, thì cây nó đã lớn được như thế này đã sau 6 tháng nha. Đó, bởi vì cái thời tiết bây giờ là rất phù hợp cho cây sống đời phát triển. Đó, độ ẩm cao và ít ánh nắng, tức là cái thời điểm mùa mưa các bạn nhé, thì cây sống đời phát triển rất là khỏe luôn. Đó, cái chậu bên này thì mình dâm bằng nhân giống bằng lá các bạn này. Đã sau 6 tháng nhân giống thì mình sẽ kiểm tra cái bộ rễ của nó như thế nào các bạn nhé. Đó là nhân giống ở trên cát nhé. Đấy. Rồi, đây thì mình sẽ lấy lên một số cái, mình sẽ dọn đào lên một số cái cây. Đó, ví dụ như bên này này. Đấy, những cái chậu bên này là mình nhân giống lên bằng lá này. Đó. Rồi, cái bộ bên này các bạn này. Đây, mình lấy cái cây này cho các bạn xem luôn nhé. Để mình bởi vì là trồng ở trên cát thì mình có thể nhổ lên được các bạn nhé, còn trồng ở trên đất thì mình phải đào. Ở trên cát thì nó mềm hơn, đấy mình có thể lôi lên được các bạn này. Đây, cái rễ của nó đây này. À, sau 6 tháng trồng này. Đấy, thì cái thân thì nó mọc lên tương đối là cao rồi, và lá thì tương đối đầy đủ rồi. À, thì cái cây này bây giờ là tại thời điểm này thì mình có thể đem ra chậu trồng là ok rồi các bạn nhé, rất chuẩn luôn. Đó, lá đầy đủ và thân khỏe, rễ nhiều này. Đấy, rồi bên bên này thì trong mấy ngày trước thì mình đã chia sẻ clip trồng trên chậu đó các bạn nhé, trồng vào đất này. Đó, thì đang tạm thời trồng mới mấy ngày đầu thôi thì cây nó chưa bắt rễ, cho nên là lá nó vẫn chưa chưa tỉnh lại các bạn này. Đó, thì chờ khoảng tầm 1 tuần nữa thì nó mới bắt rễ và nó sống, nó mới tươi lên được các bạn nhé. Đấy, rồi bên này này. Ở đây mình sẽ đào thêm cái cây này cho các bạn xem nhé. Mình nhổ lên cái cây này. Cây này những cái cây rất là mập. Cây này bây giờ trồng là đất tốt mà tổn tốt là nó phát triển rất là nhanh luôn này. Đấy, rễ rất là nhiều luôn nhé. Rồi, cái này thì mình sẽ vào mình xả nước nhé. Xả nước cho các bạn xem thấy cái rễ của nó như thế nào. Đó, sau 6 tháng mình dâm lên từ lá. Đó, thì cái vấn đề mà nhân giống cây sống đời bằng lá ấy, đó, hoặc là bằng cành, đặc biệt là bằng lá thì rất là đặc biệt luôn. Cây này các bạn có thể nhân giống bằng lá được. Đó, thì mình chia sẻ rất là chi tiết ở trên kênh của mình nhé. Thì các bạn có thể truy cập vào cái kênh của mình để các bạn tham khảo thêm về cái cách nhân giống bằng lá nhé. Đó, thì cách đây mấy ngày là mình cũng đã làm clip chia sẻ lên rồi các bạn nhé. Ở đây các bạn này. Đây, đó, nhân giống bằng lá này. Trên cát luôn nhé. Đó, các bạn cắt lá từ cây mẹ ra và các bạn dâm trên cát. Sau khoảng 2 tháng thì các bạn sẽ có những cây con mới để các bạn chăm sóc và tạo cây giống nhé. Ở đây này. Ở bên này thì mình dâm được 1 tháng rồi các bạn này. Đây này, những cái lá này là mình dâm 1 tháng rồi, mình cũng bỏ lên cát luôn. Thì những cái con nó mọc lên đây. Do là thời điểm này là mình đang quay vào buổi chiều các bạn nhé, trên sau 4 giờ chiều. Đó, cho nên là kia lá và cái cát này nó hơi khô này, thì cái màu những cái con này không được tươi. Nếu như mình làm clip quay cho các bạn buổi sáng ấy thì những cái mầm lá này nó rất là tươi, rất là đẹp luôn. Đấy, buổi chiều thì nó hơi cái màu nó hơi tối một chút. Ở đây các bạn này. Đây có cái lá mè đây nha. Lá mè nó mọc đây các bạn này. Đó. Thì sau khi mà cái cây con mọc lên thì cái lá mè này nó chết đi. Đó, nó cũng tuân theo quy luật sinh tồn, cái cũ mất đi thì cái mới nó sẽ phát triển. Đó là những cây con nó sẽ mọc lên từ lá luôn các bạn nhé. Đấy, rất là đơn giản như vậy thôi. Các bạn dâm ở trên cát để ở nơi bóng râm trong vòng 2 tháng trở lên thì nó sẽ hình thành lên những cây con như thế này. Thì ở đây là mình mới dâm có 1 tháng thôi các bạn nhé. Sau 2 tháng thì cái con này nó sẽ lớn lên hơn nhiều nữa và các bạn sẽ có cái giống để trồng. Đó. Giống như mình ở đây thì những cái cây này là đã 6 tháng đó các bạn này. Đấy, lên từ lá từ 6 tháng đấy. Nhưng mà nó vẫn đang sống ở trên cát đấy các bạn này. Đấy. Cái này thì 2 tuần là mình tưới 1 lần, à 1 tuần mình tưới 2 lần các bạn nhé. Và những cái chậu như thế này này. Đó, ở đây cũng vậy này. Đấy. Rất là nhiều cây luôn. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong và mình sẽ rửa cái nước đấy nhá. Xả cái nước cho các bạn xem cái rễ của nó, cái cây sống đời như thế nào sau 6 tháng mình dâm lên từ lá nhá. Đấy. Còn từ cành thì nó cũng như vậy thôi.
À, đây các bạn này, đây nhá, đó. Thì sau khi mình rửa xong thì các bạn sẽ thấy cái rễ của nó này. Đây, hai cây luôn nhá, lấy tạm thời hai cây nhá. Đây, cái rễ của nó là cái rễ màu trắng trắng các bạn này. Đấy, rễ trắng nhá. Chứ không phải là rễ màu đen, bởi vì khi mà mình rửa sạch ra rồi thì các bạn thấy rằng cái rễ nó rất là dài luôn. Đó, 6 tháng nhá, rễ rất dài luôn. Đây, cây phát triển rất là khỏe mạnh. À, cây bên này cũng vậy luôn. Các bạn thấy không? Rễ rất là dài. Đó, thì khi các bạn trồng những cái cây này ấy, thì các bạn trồng vào chậu là sau khoảng 2 tuần mà cây nó bắt rễ rồi ấy, tức là nó đã có hiện tượng bén bén rễ và lá nó tươi trở lại rồi, thì các bạn sẽ hạ thấp cái thân này xuống nhé. Các bạn cắt ngang đây, đó, cắt ngang đây. Đây, chứ các bạn không trồng một cái cây mà nó dài, nó cao sòng như thế này. À, mục đích là các bạn cắt như thế này thì sau này nó sẽ mọc lên những cái chồi và những cái cành mới ở đây. Và nó sẽ làm những cái cây sống đời này, nó có nhiều cành hơn, nhiều lá hơn, và cái bụi cây sống đời nó sẽ đẹp hơn các bạn nhé. Đấy, thì sau này nó sẽ có nhiều ngọn, nhiều ngọn thì vào cái thời điểm Tết ấy, thì nó sẽ ra nhiều cái chùm hoa hơn. Đó, thì nó sẽ tạo cho cái cây cây sống đời của chúng ta một cái chậu cây rất là nhiều hoa và đẹp hơn các bạn nhé. Rồi, thì mình vừa chia sẻ các bạn về cái cách nhân giống cây sống đời bằng lá và bằng cành, thì các bạn cũng làm tương tự nhá. Kết quả thì cũng gần như nhau, nhưng mà bằng cành thì thường thường là cây nó sẽ lớn nhanh hơn. Rồi mình xin dừng video tại đây nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn là trồng cây sống đời thành công nhá. À, nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác, chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi xin chào tất cả các bạn.